Hello anh chị, em Hoàng An xin gửi lời chào của em Hoàng An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng cập nhật và báo giá cho anh chị tất cả những mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương nhà em An cơ sở 1. Anh chị nhá, cứ mỗi tuần thì em An sẽ làm một video báo giá tổng hợp để cho anh chị mình tiện theo dõi anh chị ạ. Và chương trình ưu đãi tháng 6 của em An vẫn sẽ là tặng thuế trước bạ 100%, cũng như là em An đang giảm giá sâu nhiều mẫu xe đẹp đang có sẵn tại bên Aman này chị nhá. Luôn kính chúc tất cả chị thật nhiều phút giây thư giãn thoải mái theo kênh của Aman. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ấy chị nhá. Và Aman đã có rất nhiều những chiếc xe đẹp để giới thiệu cho chị, và ngay sau đây thì Aman sẽ giới thiệu. Địa chỉ cửa hàng nhà Aman là số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và đây là ngã ba xã chị nhá. Đấy, và tất cả những xe Aman bán ra thì đều cam kết chất lượng tuyệt đối bằng văn bản. Anh chị có thể quan sát cho Aman 5 tiêu chí vàng và có văn bản cam kết. Bên Aman thì có hỗ trợ trả góp cho những xe đời 18, 19 trở lên. Bên em thì có nhận thu mua, trao đổi và ký gửi xe. Ví dụ như là anh chị cần bán xe, anh chị có thể alo cho Aman, Aman đến tận nơi thu mua cho anh chị với mức giá tốt nhất. Ký gửi thì ví dụ như là anh chị giống như một chiếc City này đi. City này thì cũng là một vị khách hàng ký gửi với Aman đây. Đấy, vì là sao ạ? Khách hàng muốn bán được giá cao hơn mà Beaman thì không phải bỏ vốn ra, và Beaman để đây chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, cam kết chất lượng luôn cho khách hàng, và khách hàng chỉ việc mua và Beaman bán vừa bán được cho khách với giá hợp lý, và khách có xe thì có thể thu về giá hợp lý. Đó là cái hình thức ký gửi rất là hợp lý đúng không ạ? Rồi chúng ta ra ngoài này, Beaman sẽ giới thiệu vào chiếc xe đầu tiên, đó là một chiếc Mazda 6 anh chị ạ, 2.0 2019 đấy chị nhá, 2020 xin lỗi chị, 2.0 2020 bản Bre. Và chiếc này của Aman đang đi có 25.000 km thôi, màu trắng nguyên bản, mức giá đang được chào bán là 638 triệu là mức giá Aman đang niêm yết ở trên chiếc Mazda 6 2.0 Bre 2020, có hai ghế điện và có hắt kính luôn. Đây cho chị tham quan phần form dáng này, quay tổng hợp thì Aman sẽ cố gắng quay cho chị, đưa đến chị những cái thông tin về xe cũng như là quay form dáng để chị cảm nhận được cái xem cái form dáng của chiếc xe chị có thích hay không nhá. 638 triệu là mức giá còn thương lượng. Đấy. Tiếp tục. Ở đây thì Aman đang có một chiếc Hyundai Elantra. Em này của Aman là phiên bản 1.6 số sàn, sản xuất và lăn bánh năm 2021. Ô tô hiện tại đang là 69.000 km, đăng kiểm đến tháng 7 2024. Và chiếc xe này đã được chủ xe lên ghế da. Ghế da là Aman lên màn hình Android rồi. Mức giá đang là 435 triệu thôi, cũng rất là hợp lý về giá cho chị nhá. 435 triệu cho chiếc Hyundai Elantra số sàn này. Tất cả những xe ở đây thì Aman sẽ sắp xếp thời gian để quay video chi tiết sau. Anh chị có thể đón xem những video chi tiết của Aman ở trên kênh nha chị nhá. Và anh chị cần Aman quay chi tiết mẫu nào chị cứ báo để Aman gửi cho chị. Kế bên là một chiếc Kia K3. Đây là một chiếc xe rất là lướt này chị này. K3 2022 phiên bản 1.6 Bre, chiếc xe mới lướt có 18.000 km thôi. Thực sự với những xe đi 1.8 km thì nó quá mới rồi, cũng không phải miêu tả quá nhiều. Nội thất ở bản này sẽ là tông màu đỏ đen đấy chị nhá, và có sưởi ghế làm mát ghế. Đăng kiểm một đến tháng 1 năm 2025 cho chiếc K3 này. 1.6 Bre, sản xuất và lăn bánh năm 2022, màu đỏ nguyên bản. Mức giá Beaman đang niêm yết ở trên chiếc K3 này là 595 triệu đồng, 595 triệu anh chị nhá, 595 triệu cho em K3 này. Kế bên Aman là một em Honda City phiên bản top, sản xuất và lăn bánh năm 2019, sở hữu sơn là màu xanh Kavansai, một cái màu rất là đẹp đấy. Em này của Aman đang lăn bánh là 40.000 km và chủ xe đã lên cảm biến xuất lốp rồi. Bản top là bản cao cấp nhất anh chị nhá, được trang bị đèn led full, ghế da và chiếc này của Aman thì sẽ được trang bị sẵn cho anh chị như là điều hòa auto. Ở trên này bản top nhá. Tất cả dàn lốp nó vẫn là đế 18 theo xe, có nghĩa là em này là đầu 19 đấy ạ. Đấy, em này là khách ký gửi nhá, ngày xưa Aman bán cho khách hàng và khách hàng đi một thời gian, khách hàng không đi nữa, nhu cầu đi nữa khách hàng để Aman bán giúp thì khách hàng thu về một cái giá tốt hơn. Em xe này thì bác khách Aman cũng báo luôn bác khách là bác sẽ thu về 400. Aman chào là 418 triệu. Và nếu chị là mình mua thì Aman bớt cho chị tiền thuế, hoặc Aman hỗ trợ cái biên lai thuế cho chị. Bà Aman hỗ trợ rút hồ sơ cũng như sờ ba lại cho chị luôn. Nói chung là Aman trừ chi phí nhân viên nữa thì kiếm vài triệu thôi, được chưa ạ? Hợp lý cho chị luôn. 418 triệu bản top 2019. Tiếp tục ở ngoài này thì chiếc Veloz top này thì mới về nên là Aman tạm thời sẽ báo giá sau, nhưng mà chiếc này thì nếu anh chị nào mà đang kiếm Veloz top thì có thể lên nhà Aman. Ngoài ra thì Aman đang trên đường về một chiếc
Veloz CVT 2024 đi có 5.000 cây thôi, đang trên đường về. Chiếc này bản top 2022 thì nó cũng dao động tầm khoảng 618 triệu chị nhá. Thì giá tạm thời em An sẽ đưa ra là như vậy, nhưng nó khoảng đó đi 3 vạn. Ok. Cerato số sàn này thì sáng nay thì em An bán về Thanh Hóa rồi. Khách hàng Thanh Hóa đã chuyển gần như là đủ tiền cho em An để em ship xe về. Tiếp tục vào bên trong đây với em An. Kia Mazda 3 2023 phiên bản luxury sở hữu lốp sơn là màu đen. Và em này là bản luxury chị nhá, 2023. Xe đang lăn bánh, mới có 11.000 km thôi. Siêu lướt đấy ạ, 11.000 km chuẩn. Nội thất sẽ là màu đen và có ghế điện cũng như là thắng tay điện tử, thu hâu đầy đủ hết đấy chị nhá. Ghế da zin. Bản này sẽ được cho bên em An niêm yết với mức giá là 609 triệu. Đi đúng 11.000. À 11.000. Em An sẽ giới thiệu theo thứ tự đấy chị nhá. Đấy, tiếp theo là Accent phiên bản đặc biệt này. Chiếc này đang giảm giá này, em An đang giảm giá dàn Accent rất là sâu nhá. Accent này của em An thì đang là bản đặc biệt 21, Odo hiện tại đang là 44.000. Giá bán bên em An đang niêm yết là 458 triệu, hôm nay em An để chị 438 triệu. Giá này em An nhanh gọn, em An vẫn tặng thuế cho chị luôn, tặng thuế trước bạ 100% cho chị nhá. Đấy, 438 triệu thôi. Đấy, rồi ạ, mời chị vào đây với em An với Cerato. Cerato K3. Hiện tại thì em An còn 5 chiếc nhá, có 6 chiếc thì mới nhận cọc chiếc số sàn 17 rồi. Cerato 2.0 Bre 2020. Chiếc này thì đang lăn bánh là 38.000 km. Em này cũng hơi dài đầu này chị này, dài mũi này. Chiếc này của em An thì là bản 2.0 Bre bản cao cấp nhất, 38.000. Hai lốp trước thì chủ xe thay mới rồi, hai lốp sau thì vẫn còn, km thì nguyên bản. Mức xe này đang có mức giá là 518 triệu, giá này cũng đang điều chỉnh giảm. Tiếp theo đây thì có Kia Optima này. Optima này thì em An cũng đã nhận cọc, nhưng mà khách hàng thì lại đổi lên gầm cao nên em An lại đổi cho khách. Kia Optima 2.0 2015 nhập Hàn nguyên chiếc. Bản này thì sẽ trang bị hai ghế điện, rồi có rửa đèn cảm biến trước sau. Form rất là đẹp nhé, một chiếc sedan D, cái form cực kỳ đẹp luôn. Sedan D. Và tầm cửa tiền hiện tại em An đang chào bán là 448, em An để chị 438 trên video ngày hôm nay. Tiếp theo là Kia K3 nữa, em này của em An là phiên bản 2.0 Bre, sản xuất và làm bánh năm 2022. Odo hiện tại đang là 44.000 km chị nhá. 4.4 km chuẩn, và chiếc này của em An đang có mức giá cho chị là 608 triệu thôi. Với một chiếc xe 22 đi 44.000 và một chiếc 22 đi 18.000, giá nó có thể là chênh nhau một chút đấy. Thì đêm này là bản 2.0, em An chỉ báo cao hơn bản 1.6 một chút thôi, bởi vì Odo thì cũng tương đối thôi. Mặc dù là 44.000 thì nó không phải là quá nhiều đúng không anh chị? Đấy. 44.000 km, và anh chị muốn làm góp thì anh chị inbox BM An sẽ tư vấn cụ thể hơn. Tiếp tục vào đây thì là một chiếc Kia Cerato số sàn. Đời này thì nội thất sẽ là ghế da nguyên bản màu đen, chưa có màn hình nha chị không? 2020 số sàn đi 33.000 km, đặc kiểu 1 tháng 12 2025. Đấy, form này thì rất là nam tính thôi chị. Mẫu này nhà em An đang chào bán là 418 triệu đồng cho chiếc Kia Cerato số sàn 2020. Dưới đây một chiếc K3 nữa này. K3 với một cái lức sơn cực kỳ đẹp, phải nói là lức sơn rất đẹp luôn ở chiếc K3 này. K3 này của em An là phiên bản 1.6 Luxury 2022 anh chị nhá, màu xanh rất đẹp luôn. Thực sự cái màu này em An rất là yêu nha anh chị nhá. Phải nói là nó rất là sang luôn, xanh mực cơ chị ạ. Mẫu xe này với bản Luxury này thì em An đang chào bán là 549 triệu. Ngoài ra bên em đang trên đường về một chiếc màu trắng nữa, màu trắng bản Luxury. Anh chị có thể là tham khảo trên kênh của em An với một chiếc màu trắng Luxury đang trên đường về để phục vụ anh chị. Đấy. 549 đấy chị ạ. Đấy. Rồi, hạng A đây em An đang có i10 này. i10 hatchback số tự động 2022. Hatchback là đuôi ngắn đấy ạ, 5 cửa đấy ạ. Sẽ được trang bị cho chị ABS cân bằng điện tử này. Màu này cũng là cái màu mà chủ xe họ đặt trong hãng anh chị ạ. Màu này rất là ít gặp này. Màu đỏ đô. Xe mới đi có 14.000 chuẩn thôi. Mức giá em An đang chào bán là 388 triệu đồng cho chiếc Hyundai i10 hatchback số tự động, động cơ 1.2 đi đúng 14.000 km chuẩn. 388. Tiếp theo là một chiếc i10 hatchback hatchback 215 nhập Hàn, nhập Ấn, xin lỗi chị, nhập Ấn. Xe đã lên ghế da rồi, Odo hiện tại đang là 65.000, và mức giá BM An đang chào bán ở trên chiếc i10 là 278 triệu đồng cho chiếc i10 hatchback số tự động 1.0. Kế bên là một chiếc i10 sedan 2016. Sedan hai đầu chị nhá, Odo hiện tại đang là 75.000 km. Xe đã được lên màn hình Android rồi, mức giá đang là 296 triệu. Đó. Một chiếc hạng A chạy ngon nhất phân khúc này. Có một chiếc màu đỏ thì BM An cũng đã bán rồi,
Hiện tại thì Aman đang còn một chiếc màu xám lông chuột này, 2020 bản bay hay gọi là bản thiếu nhất của Fadil. Nó sẽ thiếu mâm và thiếu màn hình cũng như là vô lăng tích hợp. Sẽ thiếu mâm phay, Odo đang là 61.000 km biển Sài Gòn, 299 triệu. Kia Morning bản S 2018, bản S này chỉ là bản cao cấp nhất, có ống xả kép, ghế da hai màu. Trên này tên công ty Behrman đang rút hồ sơ này. Đấy, và 53.000 Behrman đang chào bán là 308 triệu. Behrman chào bán 308 chị ạ. Tiếp theo ở đây thì dàn i10 sedan này Behrman đang còn 3 chiếc các chị ạ. 3-4 chiếc thì đấy, 3 chiếc thôi. i10 sedan 2023 này. Tất cả lô này của Behrman là 14 chiếc và tất cả đều đi có khoảng 1.000 đến 4.000 cây thôi. Giá bán thì hiện tại Behrman đang liêm yết là 335 triệu. Behrman sẽ bao tên tặng màn hình cam lùi cam lịch trình và các chi tiết chén cửa tay cửa này thì cũng đã cho dán cho anh chị rồi, sạch sẽ luôn đấy chị nhá. Đấy, kế bên là một chiếc Mazda 3 nữa. Mazda 3 này của Behrman là 2018 sedan 2 đầu, 2018 sedan 2 đầu. Xe này của Behrman đang đi 58.000, hai chủ Behrman không bao đô. Xe đã được chủ xe lên mâm 18 này, lên màn hình cam 360 và chiếc này đang có mức giá chào là 458 triệu đồng. Hyundai Elantra, một chiếc xe hạng C Behrman cũng đang có đây, 2.0 2020. Đấy, xe đã lên màn hình cam 360 ZTEC, lên ghế da đầy đủ rồi và mức giá Behrman đang chào bán là 528 triệu đồng cho em Hyundai Elantra này, đăng kiểm một đến tháng 10 năm 2025, chị ạ, 528. City LS 2022, chiếc màu đỏ thì tạm thời nhận cọc rồi. Em này của Behrman là 2022 bản RS, bản cao cấp nhất. Xe đang chạy đúng 41.000, đã lên cách âm quanh xe, lên màn hình, đèn led full nguyên bản theo xe. Chiếc này đang có mức giá là 518 triệu, 518 anh chị nhá. Accent phiên bản đặc biệt 2021 đặc biệt, xe đang chạy đúng 31.000 km, 463 triệu, hôm nay cũng còn 438 triệu thôi, đúng không ạ? Bản đặc biệt 21 đi đúng đồng hồ là 31.000, đăng kiểm còn đến tháng 3 2026 và em này đã có cam hành trình rồi. Bản đặc biệt là bản cao nhất, sẽ có cửa sổ trời. Tiếp theo là một chiếc số sàn 2019, em này cũng rất là cọp anh chị này. Hyundai Accent số sàn đã lên ghế da rồi, xe mới đi có 36.000, bảo dưỡng hãng full. Tất cả dàn lốp theo xe, đăng kiểm còn đến tháng 1 2026, 338 triệu đồng. Mazda 3 2022 phiên bản Luxury, Odo là 58.000 km chuẩn. Một chiếc xe có Odo tương đối lên em An để mức giá cũng rất hợp lý cho chị, 589 triệu thôi cho chiếc Mazda 3 Luxury 2022 này. Như vậy là em An đã có 3 chiếc Mazda 3, một chiếc 22, một chiếc 23 và một chiếc 18 anh chị nhá. Một cặp Arc-J của em An là phiên bản Bre, em này đang giảm 20 triệu là từ 389 triệu còn 369 triệu cho chiếc Arc-J bản Bre 2021 phiên bản Bre, bản cao cấp nhất đấy chị ạ. Có cân bằng điện tử, ghế da zin, khóa đầy đủ thông minh, đèn led full, 389 còn 369, Odo 54.000 km. Tiếp theo là một chiếc số sàn giá mềm hơn này. Đấy, em này của Behrman là Arc-J số sàn 2021. Xe của Behrman thì đang lăn bánh có 21.000 km chuẩn thôi. Tất cả dàn vỏ theo xe, đã lên ghế da, lên màn hình cam lùi rồi. 328 triệu màu trắng anh chị nhá. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota, một em Toyota Vios G 2017 bản G, bản cao cấp nhất, xe đang lăn bánh là 85.000 km và mức giá hôm nay em An sẽ giảm trên phiên này này, phiên video này còn 373 triệu thôi. Giá lên miễn là 383, xe đã lên màn hình Android đầy đủ rồi. Bản G sẽ có điều hòa auto, ghế da màu kem nguyên bản, và em này thì đã lên màn hình rồi chị nhá. Đấy, bên đây thì em An đang có một chiếc Accent bản đặc biệt nữa này. Đặc biệt 22, xe mới đi có 12.000 km chuẩn thôi. 12.000 km chuẩn cho chiếc Accent đặc biệt này. Đấy, và em này thì dàn Accent như em An nói rồi, em An giảm tất cả luôn nhá. 489 triệu, bây giờ đang còn 468 triệu thôi. Đi đúng 12.000, chủ xe đã độ khóa đầy đủ thông minh rồi. Một em VinFast Lux A 2.0 Turbo phiên bản Bre 2021, xe đang đi 46.000 km. Anh chị ra xe thì anh em đang đánh bóng chưa xong. Tất cả xong rồi thì em An sẽ làm video luôn. Có cốp điện cam 360, ghế lapa màu da bò anh chị nhá. Em này đã có mức giá cho chị là 699 triệu đồng. Thêm một chú Toyota Wigo số tự động 2023 để phục vụ chị đây. 2023 số tự động, động cơ 1.2. Em này của Behrman thì đang lăn bánh có 23.000 km thôi.
Mức giá Behrmann đang niêm yết là 388 triệu cho chiếc Toyota Wigo số tự động 1.2 và đăng kiểm còn đến tháng 7/2016, phí đường bộ cũng full luôn. Một chiếc hạng B nồi đồng cối đá cũng rất đẹp này, Toyota Vios bản E số sàn 2013. Em này của Behrmann chỉ có 258 triệu thôi, chạy 120.000 km không khoan đục, không lên form, xe có ABS đầy đủ hết chị, túi khí đầy đủ hết, 258 triệu. Đăng kiểm còn đến tháng 4/2025 cho chị. Đấy, đây, Behrmann vẫn còn mấy chiếc i10 này nhé, thì nó giống nhau hết, tất cả là 335, Behrmann bao tên bao màn hình. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent phiên bản số sàn, bản đủ, sản xuất và lăn bánh năm 2020. Ô tô hiện tại đang là 60.000, xe đã được lên nót sàn, lên ghế da rồi, có đầy đủ đồ chơi cho chị. Và em này của Behrmann đang có mức giá chào cho chị là 363 triệu cho chiếc Accent số sàn bản đủ 2020, được chưa ạ? Ok, tiếp tục. Behrmann đang có một chiếc Soluto, chiếc này của Behrmann rất lướt này, lăn bánh đúng đồng hồ 7.500 cây, 21 số sàn bản đủ, màu đỏ nguyên bản, 348 triệu, hỗ trợ banh thoải mái nha. Những chiếc này anh chị đưa khoảng tầm 140-150 là vay được rồi, hợp lý lắm anh chị ạ. Đây thì chiếc Soluto này thì Behrmann nhận cọc online rồi. Ngày mai thì khách hàng sẽ lên đây để xem cũng như là thanh toán tiền. Bên đây Behrmann đang có một chiếc MG Luxury này, bản cao cấp nhất 2021. Ô tô hiện tại đang là hơn 4.478 triệu. Bản này nó sẽ có cửa lóc, ghế điện, ghế da zin nguyên bản. MG là mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc nhưng mà được nhập khẩu tại Thái Lan này chị nhá. 478 triệu. Ở đây thì Behrmann mới có một chú Veloz này mới về này, Veloz CVT đấy. Đây em An cập nhật giá nhé anh chị nhé. Đấy, em An sẽ cập nhật cái giá cho chị chính xác luôn. Xin lỗi chị vì là xe này mới về nên là em An sẽ phải cập nhật lại cụ thể luôn. Ok chị chờ em An một chút nhé. Nhiều xe quá. Đây Veloz này là CVT 2022. Chiếc xe này bên em An đang chào bán là 588 triệu, Veloz CVT 2022. Đấy, Odo hiện tại đây, ghế lên ghế da rồi chị nhá. Odo hiện tại thì em An sẽ đang em tháo cỏ bình, lên ghế da rồi, 588 triệu, trên này mới về nên là thông cảm em An không có thông tin về Odo. Lát em An kiểm tra lại sau. Đây, ở đây cũng có một chiếc Fortuner mới về lại chị này. Đây Toyota Fortuner 2000 đây ạ. Em này của em An là Fortuner số tự động máy dầu một cầu 2020 anh chị nhá. Ô tô tại đang là 50.000 km và giá bán đang là 955 triệu. Xe này của Behrmann tất cả dàn lốp vẫn là theo xe. Đấy. Dưới đây nó hơi ồn đấy chị nhá. Ok chị, trên đây là tất cả những mẫu xe đang có sẵn tại cửa hàng nhà Behrmann trong ngày hôm nay. Và anh chị yêu thích quan tâm về mẫu xe nào thì lên trực tiếp cửa hàng nhà Behrmann, siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe, trải nghiệm xe. Rất là mong anh chị sẽ luôn luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng Behrmann anh chị nhá. Một nữa thì cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và gặp lại anh chị. Xin chào.